Dạ, sư phụ kiện hạo nhiên xin chào cả nhà nha cả nhà. Hôm nay là Lê em đây, em tiếp tục làm clip các sản phẩm tiếp theo bên shop của em ha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã xem clip của em, kênh của em và đã đăng ký kênh và cho em lượt like. Thì những anh chị cô bác mới xem thì cũng chương trình cho shop em xin một lượt like và một đăng ký à, để khi mỗi lần em có sản phẩm mới về hoặc là có những mặt hàng em cần sale á, thì sẽ gửi thông báo về cho cả nhà nha cả nhà. Dạ thì hôm nay cũng gần tới ngày Giáng sinh hết cả nhà, thì em có về một số cái đèn led, dây đèn led để cho phục vụ cho cả nhà mình đón Giáng sinh và năm mới hết cả nhà ha. Dạ rồi ạ. Đây em có về mấy cái mẫu đèn led nha cả nhà ha. Dạ đây ạ. Dạ đây em đây đây là đèn dây đèn led đó cả nhà ha. Dây đèn led hình ngôi sao và hình hoa tiết ha. Thì một dây như là nó vô bịch như vậy nha cả nhà nha. Thì một dây vậy em để cho cả nhà là 35k cả nhà, 35k cho một dây đèn đèn chất chất tắt cả nhà ha. Đó, nó có nút để mình chỉnh chế độ nha cả nhà ha. Thì để cả nhà để em ghim điện lên cho cả nhà xem, những nhà dễ chọn mẫu nha cả nhà. Dạ đây ạ. Đây là cái đèn led hình bông bông tuyết cả nhà ha, hoa tuyết ha, để mình trang trí cho nó dịp lễ Tết, lễ Noel sắp tới ha cả nhà ha. Đó thì một dây dây là 35k thôi cả nhà ha. Cụm dây nó rất là dài nha, nó dài rất là dài ha, khoảng 10 mét cả nhà, nó rất là dài nha cả nhà ha. Dạ chỉ có 35k thôi cả nhà ha. Dạ rồi, để em ghim cái mẫu của hình ngôi sao nha cả nhà ha. Dạ thì Giáng sinh này mình mua đợt này là mình có thể mình dùng cho để đợt Tết luôn ha cả nhà ha. Nói chung là rất là tiện lợi nha cả nhà ha. Đó, đây là ngôi sao nha cả nhà. Đó, đèn led của hình ngôi sao ha. Mình kết hợp vừa ngôi sao và vừa bông tuyết thì vô cây Giáng sinh của mình rất là đẹp luôn, rất là sang luôn cả nhà. Dạ rồi, một dây vậy là em để cho cả nhà 35k cả nhà. Dạ rồi, đây là bịch bịch dạ quang ngôi sao cả nhà ha, bịch ngôi sao dạ quang ha. Mình để mình dán lên những cái cây thông hoặc là dán lên những bức tường xung quanh cái phòng khách của mình cả nhà. Khi mà có ánh sáng thì nó sẽ phát quang, nó phát cái ánh sáng dạ quang cả nhà, đủ màu sắc luôn cả nhà, y chang như cái đèn led vậy cả nhà ha. Thì một bịch vậy là 100 cái cả nhà, bịch vậy là 100 cái em để cho cả nhà với giá là 15k cả nhà, 100 cái bên ngôi sao dạ quang, nó y chang như công tắc đèn của mình cả nhà, nhưng mà nó này nó để đủ màu hết cả nhà, rất là đẹp. Nó y chang như đèn led, khi mà có ánh sáng một chiếu vô nó sẽ dạ quang rất là đẹp luôn. Dạ một 15k cho 100 cái ngôi sao dạ quang này nha. Dạ rồi tiếp ạ. Dạ đây là cái bóng đèn. Dạ đây là con dây đèn chất tắt bóng đèn hình người tuyết đó cả nhà ha. Bóng đèn hình người tuyết nha, cho em đếm con máy bóng nha cả nhà, hai nè ha, hai bốn, hai bốn sáu, hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám, 20 cái đây là cả nhà, cũng kỹ là cái hai 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 và 18 ạ. 18 cái bóng đèn led hình người tuyết cả nhà ha. Dạ để em nhìn thử, cũng đem thử cho cả nhà mình xem cái màu sắc của nó nha cả nhà. Dạ đó rất là đẹp luôn cả nhà ha. Rất là đẹp luôn, chớp đủ màu luôn. Ở một dây này nó rất là đẹp luôn, rất là dài luôn cả nhà ha. Mình đủ mình để mình trang trí cây thông của mình sang trọng nha cả nhà ha. Dạ rồi thì cái đèn led hình người tuyết này em để cho cả nhà với giá là 85k nha cả nhà, 85k và 85k cho cái dây đèn led người tuyết này ha. Dạ rồi thì cái tiếp theo đây là dây đèn led luôn, đèn led hình lồng đèn ha, màu đỏ. Màu đỏ cái này mình có thể mình dùng cho Giáng sinh và Tết, mình có thể mình để mình sử dụng cho dịp Tết luôn nha cả nhà ha. Mình sử dụng vừa Tết vừa Giáng sinh cho mình ha.
Thì cái những cái đèn này thì nó có cái chế độ để mình bật tắt, chế độ trên nhấp nháy, để mình chọn chế độ nhấp nháy nhanh chậm hoặc là một chuyển nó đứng một màu cái nhà ha. Dạ rồi, để em ghi cái thì hai cái này cũng là bằng giá hết cái nhà hết, 85k hết, hai cái đều 85k, thì tùy cái nhà mình là lựa chọn cái sản phẩm nha cái nhà ha. Dạ rồi, để em ghim cái mẫu của lồng đèn này ha, đèn led hình lồng đèn này nha. Dạ đây nó chớp chớp ánh sáng đỏ rất là đẹp ha, đủ màu cái này ha. Dạ đây là công tắc điều khiển nè, nó đứng nè, nó chớp, nói chung là nó nhanh chậm hết cái nhà, để mình điều chỉnh đó. Dạ rồi, 85k cho cái mẫu đèn led này ha cái nhà ha. Thì cả nhà mua thì cả nhà mình nhớ là cả nhà cho mình điện thoại lên màn hình, em có để số điện thoại trên màn hình cái nhà ha, thì cả nhà điện thoại để mình đặt sản phẩm và mình chốt đơn qua điện thoại cái nhà. Cả nhà comment phía bên dưới thì em không có thể nào mà em đầy đủ thông tin để em gửi hàng cho cả nhà nha. Dạ rồi, sản phẩm qua em sẽ qua sản phẩm tiếp theo hả cả nhà ha. Dạ đây, em qua mấy cái nồi lẩu đi nha cả nhà ha. Đây cái nồi lẩu để cũng dịp Tết mình có thể bạn bè gia đình mình tụ họp lại để mình nấu những cái món ăn liên quan tới lẩu á cả nhà ha. Thì đây em có cái mẫu nồi lẩu cho cả nhà mình lựa chọn nha. Dạ đây ạ. Đây là hai cái loại mà nồi lẩu mini nha. Đây là hai loại nồi lẩu mini. Thì một nồi lẩu nó có kèm theo là cho mình một cái dĩ để hấp ha, bằng inox 304 nha cả nhà ha, một dĩ hấp bằng inox 304 ha. Mình vừa để nấu lẩu, nấu cơm, chiên xào gì đó, phía trên mình có thể mình hấp trứng, hấp rau củ quả, hoặc là hấp hấp bánh, làm bánh này kia hết cả nhà ha. Thì nồi lẩu này mình dùng cho hai người, nói chung hai vợ chồng với một đứa con nhỏ thì mình có đủ đủ ăn hết cả nhà ha. Đó, nồi lẩu này mini dành cho gia đình mà ít người, hoặc là những anh chị em mà mình làm công sở, hoặc là mình công nhân á, mình ở trọ ít người thì mình sử dụng cái nồi này ha. Bên trong thì nó có tráng một lớp tráng men ha, tráng men chống dính nha cả nhà. Mình có thể mình dùng để mình chiên xào này kia cũng được ha, chiên trứng hoặc là xào những cái món xào, món chiên nướng gì cũng được ha cả nhà ha. Thì cái nồi này mình khi mà mình đi sử dụng xong cả nhà đừng có nên mình rửa trực tiếp với nước cả nhà, mình chỉ cần dùng khăn ướt, khăn giấy mình lau sơ qua thôi, vì ở đây nó có tráng một lớp men chống dính nha, nên mình hạn chế mình tiếp xúc với nước, tại vì cái nồi này nó đi cái mạch điện nó đi kèm với cái nồi này, nên mình hạn chế tiếp xúc với nước trực tiếp nha. Đó, mình chỉ cần lấy mình lau qua sơ thôi thì là đã sạch rồi, tại có lớp chống dính nha. Dạ thì hai cái nồi này thì cũng là như nhau, cũng là bằng giá nhau hết cả nhà ha. Thì em để cho cả nhà mẫu nào cũng bằng giá là 99k nha cả nhà, 99k cho cái nồi lẩu mini nè, hai người ăn. Nói chung là hai người ăn, nói chung gia đình ít người mình nên sử dụng cái nồi này, cái này mình có thể để nấu cơm được nha cả nhà ha. Nó có hai chế độ bật tắt nha cả nhà ha, mức một mức hai nè ha. Đó, mức giữa đây là mức tắt nè nha. Đó thì cả nhà mà ít người mình dùng nồi này mình có thể mình nấu cơm mà nấu đồ ăn, nói chung là không có ít khi nào để đồ ăn thừa cái nhà, chứ mình sử dụng cái nồi bự quá mình nấu nhiều khi cái lượng đồ ăn mình nấu nhiều quá thì nhiều khi ăn không hết, để thừa qua ngày kia ăn qua ngày sau thì nó sẽ không ngon, và nói chung là mình tính tính tiền mà mình ăn không hết nó uổng phí hết cả nhà. Thì mình sử dụng cái nồi này nha. Dạ rồi, thì tiếp theo đây là cái này, nồi này loại lẩu cũng 2 tầng luôn. Này là đường kính nó là 28 cm cả nhà. Đó, cũng tặng kèm một cái dĩ hấp bằng inox luôn ha cả nhà ha. Đó, nồi lẩu này thì ngày mình ăn gia đình, những gia đình 5 người mình có thể mình dùng nồi lẩu này nha. Nói chung nồi lẩu này cỡ 4 5 người ăn bình thường, nếu mà thêm cái đồ những thức ăn thực phẩm hấp lên nữa thì chắc cũng khoảng là 6 người mình ăn dư sức nha cả nhà. Đó, nồi lẩu này đường kính nó là 28 cm nha. Dạ, em đo cho cả nhà mình, chỉnh cho cả nhà mình ha. Dạ đây, dạ 28 cm ha. Đó, 28 cm nha. Bên trong thì cái lòng nồi nó cũng tráng một lớp chống dính luôn nha cả nhà.
nên mấy cái này là mình có thể mình an tâm cho cái nhưng mình bớt sử dụng dầu mỡ này ha. Đó, mình chỉ dùng ít thôi, ít dầu mỡ để nói chung những cái món xào, món canh của mình nó sẽ chế dầu mỡ sẽ tốt cho sức khỏe nha. Ở bên trong có tráng một lớp chống dính luôn. Đó. Thì cái đế nó cũng đi đi kèm với cái nồi lẩu này cũng đi kèm với cái đế luôn cả nhà ha. Nó nên mình cứ xong rồi mình cứ dùng khăn ướt mình lau thôi bên trong nó cả nhà ha. Thì ở đây là nút nút công tắc để mình chỉnh cả nhà ha. Nó có một mà hai nè ba mức độ hết cả nhà ha. Nó ba mức độ để mình tăng giảm cái nhiệt độ nấu cả nhà ha. Dạ rồi, thì cái nồi lẩu này nồi lẩu hai tầng loại lớn này em để cho cái nhà với giá là 235k nha cái nhà. À, tất cả nồi đèn mình xài điện trực tiếp 220 hết cả nhà ha. Nó có đi kèm là cái cộng cáp để mình cung cấp nguồn cho nó. Dạ rồi, em qua cái nồi lẩu này nha cái nhà ha, 235.000 cho cái nồi lẩu size 28 cm này, có hai tầng nha cả nhà. Dạ rồi, tiếp theo tiếp theo đây là em đây là cái quạt không cánh cả nhà ha, quạt đeo cổ không cánh nha. Hiện tại cái hàng này em đang sale cái hàng này nha cả nhà. Em còn chừng không tới chục cái vậy nè. Thì hiện nay em sale cho cả nhà với giá là 60k nha cả nhà. 60k cho sản phẩm quạt không cánh này ha. Thì nó có ba chế độ nha cả nhà, ba chế độ mát. Đây nước công tắc mình ở đây ha cả nhà ha. Mình bấm đè luôn á. Mình bấm một cái là nó sẽ lên về chế độ quạt mức 1 ha. Bấm mức 2 ha, mức 3 ha. Bấm cái nữa là nó tắt nha cả nhà. Nó ba chế độ mát nha. Cả nhà rất là mát luôn nha cả nhà. Những người mà mình làm ở ngoài nắng cả nhà, những cô bác anh chị em nào mà mình đi gãy đi nương hoặc làm ruộng rẫy này kia đó, mình hay làm ngoài trời đó, thì mình đeo cái này lên cổ để khi mà nóng được cho mình có thể để nó thổi trực tiếp từ óc mình lên ha. Nói chung là giảm được cái lượng mồ hôi mình ra ha. Nói chung là rất là tiện luôn nha cả nhà. Dạ thì hôm nay em sale cho cả nhà với cái quạt không cánh ba chế độ này, em để cho cả nhà với giá là 60k nha cả nhà. Cái này hàng này là em đang sale nha cả nhà nha. Dạ rồi cả nhà, những người mà đã đăng ký kênh của em thì em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Và những người mà những anh chị em cô bác nào mà xem kênh của em chưa đăng ký thì vui lòng cho em xin một lượt like nha cả nhà và một lượt đăng ký kênh để khi mà em có những sản phẩm mới hoặc làm clip thì YouTube sẽ gửi thông báo về cho cả nhà nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo đây đây là sản phẩm cái máy xay máy máy xay bột khô nha. Đây là sản phẩm máy xay bột khô ha, mình dùng để mình xay cái những cái món là như là đậu nè, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ mà mình rang lên để mình làm quậy bột uống đó cả nhà, hoặc là cà phê. Cái này mình có thể mình xay tỏi ớt này kia cũng được nha cả nhà. Những cô bác anh chị nào mà nhà bán mình bán quán ăn hủ tiếu này kia đó cần những cái ớt mà ớt ớt xay á thì mình có thể mình dùng cái này để mình xay những cái chai trái ớt tươi thành những ớt sắt nha cả nhà, ớt xay, ớt bằm cả nhà, rất là tiện luôn cả nhà ha. Công nó xài được trực tiếp nha cái nhà, trực tiếp với 220 ha, thì công suất nó cũng rất là mạnh nha. Để em ghim em cho cả nhà thử nha, mình thử cho cả nhà nha. Đây đó, đó cả nhà nghe rất là mạnh nha cái nhà ha. Đó, 6 lưỡi nha cái nhà ha, nó có 6 lưỡi cắt nha, 6 lưỡi này là nó xài rất là nhuyễn luôn nha cả nhà. Đó thì cả nhà cứ mình sai mình nên mình đừng có đè trực tiếp lâu quá ha cái nhà ha, mình sai mình chịu khó mình nhấp nhả nha cái nhà đó, mình nhấp nhả để cho mình giữ cái máy mình xài được bền hơn. Mình đè lâu quá thì cái công suất thì nó mạnh thì nó sẽ gây motor nó nóng thì nó sẽ nhiều khi gây cháy hoặc hư hỏng cái nhà ha. Thì mình cứ nhấp nhả đè nhấp nhả vậy thì nó sẽ xài bền hơn. Thì máy máy móc mình xài bền là do mình ha. Đó thì cái này em khuyến cáo cả nhà là mình nên đừng nên là mình đè cố định cái nút nguồn ha, mình nhấp nhả nút nguồn cho em nha. Dạ rồi, thì cái ở ngoài là bọc lớp inox nha cả nhà, đó inox
xay cái nhà mình xay bột cà phê hay là đậu nành này kia, nói chung là rất là tiện luôn cả nhà ha. Rồi đó thì cái cối xay bột khô này em để cho cái nhà với giá là 115k nha cả nhà ha, 115k cho cái cối xay bột khô này nha. Này là loại mini mình xài sử dụng cho gia đình ha, thì mình sử dụng mình xay khi mình xài cần bao nhiêu thì mình xay bao nhiêu, nói chung là xay trong ngày mình uống ha. Để mình rang đậu xanh 5 kg đậu đó nha, mua 5 kg đậu về mình rang cái mình để vô ủ sẵn á, thế rồi khi mà mình ba mẹ con bà ba mẹ mình uống, những người đặc biệt là những người mà ăn chay trường đó nha, thì mình mua rau củ về mình rang lên sẵn đi, rồi mình để trong ủ khi mà mình cần quậy khuấy để cho ba mẹ mình dùng á, ông bà cha mẹ mình dùng á, thì mình bỏ một lượng nào vừa đủ thôi, rồi mình sẽ xay lên rồi mình đổ nước sôi mình khuấy lên ha. Đó, nói chung là nhiều thứ đậu thì sẽ tốt cho sức khỏe, ăn chay thì những cái đó là cung cấp dinh dưỡng cho người ăn chay nha. Dạ rồi thì cái này cối xay bột khô này em để cho cái nhà với giá là 115k nha cả nhà. Dạ 115k cho cái cối bột xay bột khô này. Dạ rồi sản phẩm tiếp theo ạ. Dạ đây sản phẩm tiếp theo đây cả nhà ha. Thì dịp Tết cũng đến rồi, dịp lễ rồi, chuẩn bị dịp lễ Noel rồi, tới dịp Tết Nguyên Đán, Tết Tây, Tết Nguyên Đán mình ha cả nhà ha. Thì những sản phẩm đồ gia dụng nhà bếp này thì cũng rất là tiện lợi cho gia đình mình khi mà có anh chị em, ông bà cô bác, anh chị em hay là bạn bè lại tới chơi ha, để mình chế biến những cái món ăn mình đãi khách nha cả nhà ha. Thì đây đây là cái dụng cụ thái rau củ quả nha cả nhà, dụng cụ thái rau củ quả nói chung là rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Vừa thái cái này nó 2 chế độ cắt cả nhà ha, vừa thái mỏng và vừa sắc sợi nha, nó 2 chế độ sắc vậy, nhưng mà chế độ sắc sắc lát mỏng á, thì nó có 8 tới 8 tốc độ luôn nha cả nhà, 8 tốc độ đây. Thì cái mức đây mình chỉ chỉnh cấp độ với đây cả nhà ha, thì 8 tốc độ là mỗi mỗi cấp độ á, tương đương là 1 mm nha cả nhà ha, thì 8 tốc độ là 8 mm. Nó nói chung mình muốn sắc cái lát mỏng dày thì mình chỉnh ở phía sau đây nha cả nhà ha, mình chỉnh là nó mình có thể mình chỉnh tới 8 độ dày mỏng nha, ở dày mỏng là mình chỉnh sắc lát vậy, chỉnh đây. Còn phía cái nút hai cái này thì là để mình bào sợi nha cả nhà ha. Đó, khi mà mình bào sợi mỏng, muốn bào sợi mà bự thì mình chỉ sử dụng một một cái thôi. Đó, mình kéo qua dày làm rồi mình dặn, đó mình dặn dặn qua, đó rồi mình gài xuống, đó mình dặn qua. Rồi muốn bào sắc sợi mỏng nữa, cái dùng nhuyễn thì mình dùng hai cái nút ha. Mình dùng sử dụng hai 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 nút luôn, nó mình dặn ra thì nó sẽ bào sợi mỏng. Đây cái đường đây đánh cho mọi người coi cái đường nè, đó đây nè, em dặn cái bào sợi cho cái nhà ra cho nha cái nhà ha, đó nè đó cái đây à, cái lưỡi rồi không, cái lưỡi đưa ra nè cái nhà, đó cái lưỡi này đưa ra nè, đó mình dặn một cái thì nó sẽ thưa ha, cái sợi bự nha. Đó, khi mà mình dặn thêm, mình sử dụng thêm một cái nữa thì nó sẽ nhuyễn lại nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, thì dụng cụ thái rau củ quả này cả nhà rất là tiện cho mình ha. Đó, đây mình cứ để rau củ quả xuống, để rau củ quả xuống rồi cái này là mình ấn bỏ vô mình ấn nha cả nhà. Giờ vô chút, giờ đây, đó đây là cái bỏ rau củ quả đây. Rồi mình đây mình cứ mình bò về ha. Rất là nhẹ, rất là tiện lợi luôn, dao rất là bén luôn nha cả nhà ha. Đồng thời ở đây mình có thể đây để bào, nó cũng có cái bàn bào ở đây luôn nha cả nhà ha. Nó có cái sẵn cái để mình hứng mình luôn cho mình sản phẩm, để hứng sản phẩm bào sinh thái ra luôn ha. Dạ thì cái sản phẩm thái rau củ quả này em để cho cái nhà với giá là 95k nha cả nhà ha, 95k cho cái bộ dụng cụ thái rau củ quả này. Dạ thì em có 2 mẫu loại thái rau củ quả nha. Dạ đây là cái loại xoay, cái loại này loại hình chữ X ha. Dạ màu trắng đó là thái rau củ quả chữ X nha. Còn ở đây cái loại này là loại loại quay loại tròn ha cả nhà ha. Nó có lưỡi cắt nó có lưỡi cắt bào rồi nghiền rồi thái lát rồi bào sợi rồi nghiền này kia nha, đủ hết cả nhà ha. Đó thì cái này loại đứng nha. Đó, mình bỏ rau củ quả trên đây nè cả nhà. Đó, mình bỏ rau củ quả trên đây. Còn ở đây mình quay ha. Đó, mình dùng tay mình quay nha. Đó, mình thấy cái này thấy không? Đó, mình quay. Đó, cái này mình quay ha. Đó, mình cái này thì mình để đè nè. Cái này là mình đè
mình đè ra củ quả xuống ha, để bỏ củ quả mình đè, còn cái đây mình quay ha. Thì ở dưới chân này nó có cái đế hít nha cả nhà ha, đó, miếng cao su hít nha, mình để lên men hoặc là tấm kính á, thì mình để mình đè mạnh xuống và mình dặn cái chốt bên đây, đó, cái chốt bên đây để mình phá lại nè, đó, mình phá vậy nó sẽ hít vô cái mặt kiến hoặc là mặt gạch men hết cả nhà ha. Thì thay lưỡi thì mình cứ gỡ cái này ra mình thay ha cả nhà, nói chung là rất là dễ sử dụng nha. Dạ rồi, thì cái máy thái dầu củ quả này em cũng để cho cả nhà với giá là 95k luôn nha cả nhà ha. Đó, hai loại thì cả nhà mình muốn mình sử dụng nha. Đó, rồi, dạ tiếp theo ạ. Dạ đây, em có mấy loại bình giữ nhiệt nha. Đây là bình giữ nhiệt inox ha, bình giữ nhiệt inox 304 nha cả nhà ha. Có kèm ống hút luôn nha. Dung tích cho thể tích của nó là 650ml nha, 650ml. Có ống hút luôn ha cả nhà ha. Có nắp và bên trong là inox ha. Đó, bên trong là inox rất là giữ nhiệt, cách nhiệt rất là dày nha cả nhà. Đó, mình có thể mình dùng để mình đựng nước khi mình đi làm ha, đi làm này kia mình để đựng nước uống nha. Đó, rồi ống hút ha. Dạ rồi, với cái bình giữ nhiệt inox bình trụ này em để cho cái nhà với giá là 60k cái nhà ha, 60k cho sản phẩm giữ nhiệt inox này nha, 60k nha, dung tích 650ml ha. Dạ rồi, tiếp theo ạ. Dạ đây, dạ đây là cái bình giữ nhiệt luôn, đây là cũng là bình giữ nhiệt hình gấu dâu ha, bình giữ nhiệt gấu dâu. Đây đây, bình giữ nhiệt gấu dâu nha, đó là ly giữ nhiệt gấu dâu ha. Thì dung tích của nó là, dạ dung tích coi nha, dung tích này nó chắc không khoảng chừng 450 hay gì nha, 460 dung tích hay gì, nói chung là loại này loại nhỏ nha ha. Đó, hình gấu dâu ha cả nhà ha, bên trong nó hình có hình con gấu để mình gắn lên cái này, nói chung để trang trí ha. Cái này bên trong cũng chất liệu là inox dày luôn nha cả nhà. Đó, rồi thì cái hình bình giữ nhiệt gấu dâu này em để cho cái nhà với giá là 55k ha cả nhà ha, 55k cho cái bình giữ nhiệt gấu dâu này nha. Dạ rồi ạ. Tiếp theo đây là cái máy xay sinh tố mini ha, máy xay sinh tố mini cầm tay. Dạ, máy xay sinh tố mini cầm tay. Mình dùng để mình vừa là cái ly để mình đựng nước uống ha, vừa để vừa là xay xong rồi mình sử dụng, mình có vòi treo để mình máng sách này kia ha cả nhà ha, vừa là máy xay vừa là cái ly luôn, nói chung là rất là tiện lợi luôn. Thì mình đem theo khi mình ra chợ nữa, mình mua cái cây gì mình thích đó, mình cứ sắt bỏ vô rồi mình xay thôi nha cả nhà ha, nó rất là tiện lợi luôn. Quay cho cái nhà coi nha. Dạ, nó có một cái nắp này nó để lọc cặn ha cái nhà ha, lọc những cái bã cái cây mình đó. Bên trong là lưỡi xay ha, ở bên trong là lưỡi xay 6 lưỡi nha cái nhà ha, 4 lưỡi trên nha, 4 lưỡi trên và 2 lưỡi dưới nha, nó rất là mạnh nha cái nhà. Đây, cái này mình sử dụng là mình ấn 2 lần nha cái nhà ha, mình ấn liên tiếp 2 lần thì nó sẽ hoạt động nha, chứ không phải đè hoặc là nhấn một cái lần ha, nhấn hai lần liên tiếp thì nó sẽ hoạt động nha. Đó là mạnh luôn nha cái nhà ha. Đó, mình có thể mình để mình xay sinh tố là trái cây ra củ quả này kia để mình bồi bổ sức khỏe mình ha, chung uống trái cây sinh tố này kia sẽ đẹp da. Các em phụ nữ mình mua cái này, các em công nhân mình mua cái này để mình đem theo mình làm á, thì rất là tiện lợi luôn. Mình mua cái cây về mình xay cũng trực tiếp luôn ha cả nhà ha, nó vừa là cái bình nước và vừa là cái cối xay sinh tố luôn. Dạ, thì cái ly giữ nhiệt quên ly xay sinh tố mini này 6 lưỡi này em để cho cái nhà với giá là hiện tại em cũng đang sale cái sản phẩm này ha cả nhà ha. Dạ, em để cho cái nhà với giá là 85k nha. Dạ, 85k cho sản phẩm ly giữ nhiệt mini này nha, quên ly xay sinh tố mini này. Dạ rồi, 85k. Dạ đây, tiếp theo ạ. Dạ đây là cái bình đựng nước ha, bình đựng nước cho các bé học sinh, các bé đi học nha, hình con gấu ha, hình gấu vuông nha. Đó, thì nó có cái công tắc rất là sang nha ha,
nhà rất là chắc chắn luôn, nhựa rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Đây cái nút để mình mở nắp ra nè cả nhà, nó nắp để mình bảo quản vệ sinh cái ống hút dòng nước ha. Thì bên đây nó có cái vòi ống hút cho mình nha. Đó, có ống hút đi kèm luôn. Mình có nên dùng để là ống hút đi kèm luôn ha. Thì đó rất là tiện lợi luôn. Thì bên trong thì nó có đi kèm sản phẩm là nó có dây quai đeo nha cả nhà ha. Ống hút nè, đó để mình nối trực tiếp xuống dưới nha. Đó quai đeo và những cái hoa văn để mình dán trang trí cho cái mặt gấu này ha cả nhà ha. Mình để về mình dán ra mắt mũi miệng tai và những cái chi tiết để mình trang trí cho cái bình ha, rất là đẹp, rất là sang luôn cả nhà ơi. Dạ thì cái bình nước hình gấu vuông này em để cho cái nhà với giá là 70k cả nhà ha, 70k cho sản phẩm này nha. Dạ 70k cho sản phẩm bình nước gấu vuông này ha. Dạ rồi sản phẩm tiếp theo á, hồi nãy em để sót một cái dây led cả nhà ha. Dạ đây cái dây đèn led này là dây đèn led dài 50m cả nhà ha. Nó gồm 200 bóng led nha cả nhà ha, dài 50m 200 bóng led nha. Nó cũng đầy đủ cái chức năng sáng đủ màu ha cả nhà ha. Thì cái cuộn dây đèn led dài 50m 200 bóng led này em để cho cái nhà giá là 115k nha cả nhà. Nó cũng có cái để mình chỉnh cái độ chất tan chất nhái nha. Đó, dài 115k cho cái 50m đèn này ha cả nhà ha. Đèn led này. Dạ rồi ạ. Đây là sản phẩm đèn đèn pha nha cả nhà, đèn pha dành cho xe Honda. Các cô chú bác mà mình đi làm ở vùng xa quê ấy cả nhà, mình đi dắt kia hay gì mình sử dụng cái đèn này để mình gắn trực tiếp, nó trực tiếp vô cái đường dây cái bình xe Honda đó để mình tạo độ sáng ha. Nó đèn pha rất là sáng luôn nha cả nhà. Đó, đèn pha hình mắt mèo nha, xài cho xe Honda ha. Nói mình gắn gia đình mình chung mình về mua về mình gắn xe Honda hoặc là gắn bên sử dụng gia đình cũng được nha. Nói chung là rất là mình gắn vô bình mình xài á, rất là sáng luôn nha cả nhà. Hình mắt mèo nha. Đó, con mắt rất là sáng nha cả nhà. Dạ. Đó. Thì nó đi đầy đủ phụ kiện hết ha cả nhà ha. Cho mình đầy đủ phụ kiện luôn. Và có ốc rồi một cái bộ lục giác để mình tháo gắn nha cả nhà ha. Thì mình về mình tự mình kết nối vô xe bình xe Honda hoặc là ra tiệm mình nhờ các anh sửa xe mình gắn cho mình nha. Dạ rồi thì cái đèn pha cú mèo này em để cho cái nhà giá là 115k cái nhà ha, 115k cho cái đèn pha hình mắt mèo này. Dạ rồi ạ. Dạ đây đây là ổ điện ha. Ổ điện để mình ghim nấu, nói chung là ghim để ghim cho gia đình ha. Nó có công tắc ghim nha cái nhà ha. Nó có công tắc ghim thì nó có một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, lỗ nào cũng ba chui hết cái nhà ha, vừa gắn hai chui vừa gắn ba chui được hết luôn. Và đồng thời nó có ba cổng sạc USB nha. Dây này bằng đồng nguyên khối nha ha. Dây là bằng đồng nha, 3m nha. Dây đồng 3m, dây đồng nha. Dài nó 3m ha. Đồng dây đồng luôn nha cả nhà ha. Rất là chắc chắn, rất là nặng nha. Rất là chắc chắn và nặng tay nha. Này là dây đồng chính gốc nha cả nhà. Đó, dây đồng ha. Nó có cổng sạc luôn nha cả nhà ha. Rất là tiện lợi luôn. 3m dây. Dạ thì cái ổ điện này em để cho cái nhà với giá là 95k nha cả nhà. 3m dây đồng nha, 3m dây đồng kèm ổ điện, có công tắc riêng, có cổng sạc USB luôn, mình để sạc điện thoại hoặc là sạc những cái dụng cụ gì mà qua nắp sạc cả nhà ha. Thì 95k cho cái ổ điện này nha cả nhà. Dạ rồi ạ. Tiếp theo ạ. Dạ đây là cái bóng đèn cảm biến ha cả nhà ha. Đây là bóng đèn cảm biến nha, công suất của nó là 20W. Bóng đèn cảm biến công suất 20W nha. Thì bóng đèn này mình gắn trực tiếp vô cái chu đèn ha, mình gắn trực tiếp với chu đèn ha. Nó có cảm biến khi có người đi ngang qua hoặc là có chuyển động ha, thì nó sẽ chuyển động hoặc là cái tiếng âm thanh nào mà lớn tiếng thì nó sẽ tự bật sáng nha cả nhà. Khi không có yên lặng thì nó sẽ tự tắt nha. Nó vừa tiết kiệm điện cho gia đình mình, vừa cho nói chung là ngăn ngừa những thành phần xấu dòm ngó nhà mình ha. Mình để mình gắn lại tắm gì này nè, hoặc là ngoài sân khi những cái chỗ mà mình
đi ít đi ngang qua cái nhà, gắn để khi nào có tự mình đi ngang qua thì nó sẽ tự động bật cho mình ha, không cần phải là mình sử dụng công tắc nha. Dạ rồi, thì cái bóng đèn 20W cảm biến 20W này, cảm biến rồi đi qua 20W này thì em để cho cái nhà với giá là 60k các bạn ha, 60k cho cái bóng đèn cảm biến 20W này. Dạ rồi ạ. Dạ đây là cái công tắc ha, đây là công tắc điều khiển nha, đây là công tắc điều khiển bóng đèn. Em về cái này là cái chui đèn điều khiển từ xa cái nhà ha, đó chui đèn điều khiển từ xa. Cái này là mình cứ gắn trực tiếp vô cái rồi mình gắn vô bóng đèn ha cái nhà ha, mình gắn vô chui điện rồi đây, một chui đây thêm một cái chui bóng đèn nữa cái nhà đó, mình gắn thông qua cái này ha, để mình đi kèm cái nó là một cái remote nha. Đó cái một remote này mình có thể mình để mình điều khiển bóng đèn ha, mình bật tắt khi mà mình cần thiết ha. Đó, nó đi kèm thì nó có một pin 12V dành cho để gắn cho cái remote nha. Pin 12V để gắn remote và một cái bát để mình cố định mình treo remote nha cái nhà ha. Đó cái này mình để mình dắt remote nha. Đó, mình cố định để mình treo remote nha. Đó thì gắn đèn vô mình cứ dùng cho bóng đèn tất cả các loại bóng đèn ha cả nhà ha. Đó, tất cả các loại bóng đèn để mình cần mình điều khiển từ xa đó cả nhà. Khi mà mình không cần phải sử dụng công tắc ha, mình có thể mình làm đèn ngủ, đèn nói chung đèn gia đình mình đó, ở ngoài vườn này kia đó mình cần mình tắt khi mà mình chủ động mua mình cần á, mình không cần sử dụng đường dây hoặc là cái công tắc gì kia cho nó, mình lại tới cái điểm ha, mình đứng từ xa mình điều khiển với nhà cả nhà ha. Dạ rồi thì cái đuôi đèn công tắc từ xa này, đuôi đèn điều khiển từ xa này em để cho cái nhà với giá là 85k nha các bạn ha, 85k cho cái đuôi đèn điều khiển từ xa nha. Dạ thì cả nhà ơi, cả nhà mua hàng của em thì cả nhà mình nhớ em có để số điện thoại trên màn hình ha, thì cả nhà mua hàng thì cả nhà điện thoại cho em để chốt đơn, em chốt sản phẩm nha cả nhà. Và những cô bác chị em nào mà xem kênh của em chưa có đăng ký kênh của em thì thương tình cho em một lượt like và một lượt đăng ký để khi mà em có làm clip mới thì sẽ gửi thông báo về cho cả nhà mình biết hết cả nhà ha. Dạ rồi ạ. Tiếp theo ạ. Dạ đây là sản phẩm đèn led móc khóa cả nhà ha. Dạ đèn led móc khóa nha. Này nó có 7-8 đa năng luôn, nó 7-8 chức năng luôn cả nhà, rất là nhiều chức năng luôn cả nhà ơi. Nó vừa là đèn led nha, đèn nội đèn led của nó là được tới 6 chế độ ha cả nhà ha. Nó chế độ ánh sáng trắng này cả nhà ha, rất là sáng luôn nha cả nhà. Đó chế độ ánh sáng rất là sáng luôn, đèn led này rất là sáng luôn. Sáng trắng nè, ánh sáng mờ trắng mờ ha, ánh sáng vàng nè, đó ánh sáng vàng mờ nha, ánh sáng đỏ nè, ánh sáng đỏ và ánh sáng đèn đỏ để mình cảnh báo ha cả nhà ha. Đó đèn đỏ cảnh báo nha. Đồng thời thì nó có phía sau đây thì nó có thêm cho mình nhiều chức năng nữa. Đây phía bên đây là một cái đồ để mình phui bia hết cả nhà ha. Đó, mình đồ mình phui bia. Rồi ở trên đây. Đây là đèn ốp trần hết cả nhà, đèn ốp trần cảm biến nha. Cảm biến đường kính của nó là 2 28 30 28 đến 30 cm ha cả nhà. Đó mình để mình máng lên trần. Nó dùng để chiếu ánh sáng ha, và là bóng đèn cảm biến luôn nha, khi có người đi ngang qua thì nó sẽ sáng nha cả nhà. Những cái nhà mà nói chung văn phòng hay là những cái chỗ mình sử dụng cái bóng đèn này là tiết kiệm điện ha, vừa tiết kiệm điện vừa nói chung là không có tốn thời gian mình khi mình bật tắt đèn nha, nó rất là tiện lợi luôn. Dạ thì cái bóng đèn ốp trần tròn này nó 16W nha cả nhà ha, thì em để cho cái nhà với giá là 140 nha cái nhà, 140k ha, 140k cho cái bóng đèn ốp trần cảm biến này, 140k nha cả nhà. Đường kính nó là 28 đến 30 đến 28 đến 30 cm nha cả nhà, rất là bự luôn. Nó vừa cảm biến vừa tạo độ sáng luôn, nó cũng là rất là sáng nha cả nhà. Dạ rồi ạ. Tiếp theo đây ạ. Dạ đây, tiếp theo đây là đèn pin ạ. Dạ đây, đây là đèn pin siêu sáng luôn nha cả nhà. Đây là đèn pin siêu sáng luôn. Đèn pin này là hàng chất lượng luôn ha, hàng xịn sò chất lượng luôn nha cả nhà, nó siêu sáng luôn, nó xài pin sạc luôn ha cả nhà ha. Đó thì đèn pin này là đèn pin thoát hiểm luôn cả nhà ha, nó mình dùng để mình vừa là đèn pin, các anh tài xế mình mua để mình
đem theo để mình làm đèn pin khi mình cần thiết, mình sửa xe hay là gọi xe có sự cố gì á, hoặc là mình dùng là búa thoát hiểm luôn nha cả nhà. Ở đây là đầu búa thoát hiểm ha, và bên phía này là đầu để mình cắt dây xích beo nha. Cắt dây khi mà sự cố có gấp là mình dùng để mình cắt dây xích beo. Thì độ sáng của nó rất là sáng luôn nha cả nhà. Phía bên nhà hông này nó có cái độ hít nha. Đó, này mình độ hít rất là mạnh, rất là chắc luôn, rất là chắc, rất là mạnh luôn nha. Đó, nó có độ hít luôn, làm nó có độ tăng đưa ha, zoom zoom xa gần luôn nha cả nhà. Đây để em bật đầu sáng cho cả nhà, đây đây là công tắc phía sau nha cả nhà, cũng là cái thấu kính lồi này nha cả nhà. Thì cả nhà những cái đèn pin mà thấu kính lồi này cả nhà nó rất là chiếu sáng rất là xa và rất là sáng nha cả nhà. Đó, rất là sáng luôn, nó rất là sáng nha cả nhà ha. Dùng mình có thể dùng xa dùng gần nha, đó, đó dùng xa dùng gần nha. Thì cái đèn pin này là chất liệu nó làm bằng kim loại hết cả nhà ha, cầm rất là nặng tay luôn, rất là nặng tay, rất là chắc chắn. Đây là hàng xịn sò nha, hàng chất lượng nha cả nhà ha. Đó, mình có thể dùng xa dùng gần nha, và nó có đèn bên hông luôn nha cả nhà. Đó, bên hông nó có đèn led luôn cho mình á, thì nó chế độ sáng mờ nè, và có đèn cảnh báo đó cả nhà ha, nó có đèn cảnh báo đỏ đây, bên hông là đèn cảnh báo đỏ cho mình đây. Đó, ánh sáng nè, sáng nè, sáng ít nè, và nó hai chế độ, trước thì nó hai ha, chế độ phía trước là hai hai chế độ nha, và bên hông nó là cũng hai chế độ ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ nhấp nháy nha cả nhà. Đó. Rồi cái đèn pin này em để đèn pin có búa thoát hiểm này em để cho cái nhà với giá là 155k nha cả nhà, 155k cho cái đèn pin thoát hiểm này ha, đèn pin có búa thoát hiểm này nha cả nhà ha. Và thì đi kèm nó có là một cái cọng dây cáp sạc nha cả nhà, thì tất cả những cái dùng pin thì nó có cáp sạc cho mình hết rồi. Thì cái nhà mua sản phẩm em thì cái nhà nhớ là mình chốt đơn bằng cách mình điện số điện thoại em có để cho màn hình nhé cả nhà ha. Mình comment phía bên dưới là sản phẩm mình muốn mua và điện thoại cho em có ghi trên màn hình đó. Mình điện để mình chốt đơn, em chốt đơn nha cả nhà ha. Dạ rồi, tiếp theo đây đây là sản phẩm đai massage ha, đai massage dành cho các chị nè, đai massage bụng dành cho các chị nha. Đó, nó có rất là nhiều chế độ cho mình nha cả nhà ha. Đó, có rất là nhiều chế độ cho mình luôn. Thì cái này này nó xài điện trực tiếp ha, trực tiếp qua cái đắp sạc nha cả nhà. Đó, thì sản phẩm nó đi kèm là một dây đai, một cái thân máy đây, một thân máy ha cả nhà ha. Bên trong nó là một cái dây, dây đai để mình gắn vô máy để mình để vô mình massage bụng hoặc là massage những cái vùng mình cần massage nha cả nhà. Đó, thì cái công tắc ở đây thì điện nó sẽ cho mình một cọng cáp rất là dài. Đó, thì nó này là xài điện trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại ha. Thì một đầu là mình ghim vô thân máy đây, đó, ghim máy, và một đầu là mình cắm vô đốc sạc điện thoại. Đó, mình xài bằng đốc sạc điện thoại chứ không phải là điện trực tiếp 220, nên cả nhà không sợ, mình không sợ là nhiều người xài điện trực tiếp 220 thì người ta sợ là nguy hiểm này kia, thì cái này xài qua đốc sạc nên cả nhà rất an tâm hết cả nhà ha. Đi xài qua đốc sạc trực tiếp vậy nó sẽ cái lực dung nó sẽ rất là mạnh, còn xài bằng pin thì cái lực dung nó sẽ không có mạnh, với lại nó không có đều bằng mình xài điện trực tiếp vậy hết cả nhà ha. Đó, thì cái đai massage này em để cho cái nhà với giá là 145k cái nhà ha, 145k cho các chị mình mua về để mình massage bụng nè. Đó, mình khi mình vừa massage mình vừa tập nói chung là mình tạo giảm mỡ cái nhà ha, mình tạo cơ bụng sáu múi cho các anh các chị mình giảm mỡ, nói chung là tạo cơ bụng mình thon gọn nha. Dạ rồi, chỉ có 145k cho cái sản phẩm đây massage này thôi nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo đây đây là cái vợt bắt muỗi nha. Không, cái này là cái đèn bắt muỗi nha cả nhà, đèn bắt muỗi, đèn bắt muỗi ha. Đó, nó đèn này nó phát ánh sáng tím, sẽ dụ muỗi nó bay vô đây thì nó sẽ y chang như là giật điện nha cả nhà. Đó, rất là không có gì để đó, thì cái này mình dùng để nó vừa là đèn ngủ ha cả nhà ha, vừa là đèn ngủ mà vừa là cái đèn bắt muỗi luôn, hoặc là mình dùng để là mình làm vợt muỗi cũng được nha cả nhà, mình có thể mình cầm để mình quơ mình vợt muỗi luôn, đó, rất là tiện lợi luôn. Thì sản phẩm đi kèm là một cáp sạc ha, một cáp sạc và một cái bát để mình có thể mình bắt cố định lên cái góc tường hay chỗ nào
làm đèn ngủ, làm cho nó mình cho nó sử dụng bắt ngủ luôn nha cả nhà ha. Đó thì nó phát ánh sáng tím đó cả nhà, nó công tắc rồi. Rồi với cái đèn ngủ bắt mũi này, đèn bắt mũi kim, đèn ngủ và kim luôn, cái vợt bắt mũi này thì em để cho cả nhà với giá là 115k cả nhà ha, 115k cho sản phẩm đèn bắt mũi kim luôn, vợt mũi và đèn ngủ luôn. Dạ rồi ạ. Tiếp theo ạ. Em ý. Dạ đây đây là cái máy sấy khô đũa muỗng ha cả nhà ha, đây là máy sấy và khử khuẩn đũa muỗng nha. Dạ thì nhiều gia đình, hiện tại nhiều gia đình bây giờ mình cũng nhiều gia đình phải sử dụng đũa tre đó cả nhà, nhiều người lớn tuổi các chú cô bác này kia phải sử dụng đũa tre, vì đũa tre nó không có trơn nè, với lại mà nó chung là cũng nó từ xưa giờ thì nhiều người ta phải sử dụng, người lớn tuổi phải sử dụng đũa tre đó cả nhà. Thì mình mua cái sản phẩm này về để khi mình rửa đó, đũa tre mà mình rửa mình không có phơi khô hay này kia để lâu nó sẽ gây mốc và nó sẽ bị sần sùi ha. Rất là nói chung là thì sản phẩm này mình dùng để mình sấy khô đũa muỗng, hoặc là nói chung là cái giá bằng cây, giá bằng gỗ dừa này kia đó nha. Khi mà mình đây nó sản phẩm bên trong như thế này, ba ngăn cả nhà ha, nó có ba ngăn để mình muỗng đũa muỗng giá thớt giá này kia cả nhà ha. Thì bên trong nó có kèm một cái miếng cái bát để mình dán vô tường ha, mình dán vô tường rồi mình sẽ cố định đó, cố định phía sau. Dạ rồi thì nó xài điện trực tiếp qua đốc sạc nha cả nhà ha, đây nó xài điện trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại mình nha. Đó mình nó khử khuẩn bằng tia UV ha, nó khử khuẩn bằng tia UV đó, nó có hai cái nút để mình khởi động ha, một nút là mình vừa sấy vừa khử khuẩn, một nút là mình chỉ sấy thôi đó. Thì hai cái độ này khi mà cả nhà mua về mình sẽ tự mình tìm hiểu ha cả nhà ha, cái hai nút thôi. Thì cả nhà mình muốn sử dụng chế độ nào mình sử dụng, và đồng thời nó sẽ tặng kèm một ba cái móc đó cả nhà ha, đó ba cái móc để mình về đây tặng kèm ba cái móc nha, đó ba cái móc như vậy nè cả nhà, đó tặng kèm ba cái móc về để mình để phía dưới để mình móc thớt, móc nồi lau này kia, nói chung là những cái gì mình dụng cụ mình cần thiết mình móc cái nhà ha, như nhấc nồi này kia cái nhà. Dạ rồi với sản phẩm máy khử máy máy sấy khô đũa muỗng và khử khuẩn bằng tiêu UV này, em để cho cái nhà với giá là 135k cái nhà ha, 135k. Dạ cái này là xài bằng điện trực tiếp qua cốc sạc điện thoại nha, đó có đây là cổng USB nha cái nhà, rất là tiện lợi luôn, mua về mình sử dụng cho gia đình mình sấy khô một đũa muỗng, hoặc là con những con mình còn nhỏ đó cả nhà, mình hay đút rồi mình sấy khô chị vừa sử phẩm cho nó cũng bảo vệ sức khỏe cho con gia đình mình luôn hết cả nhà. Dạ rồi à. Dạ em tiếp theo à, đây là sản phẩm đèn camera nha cả nhà, đây là camera em có hai mẫu camera của bên shop, em có hai mẫu. Dạ đây đây là một mẫu camera bóng đèn và dạ, một mẫu camera bóng đèn xoay 360 độ luôn nha cả nhà ha. Camera wifi kết nối trực tiếp với điện thoại qua wifi luôn nha cả nhà ha, mình có thể mình này rất là tiện lợi cho mình luôn. Đó mình chỉ cần mình gắn trực tiếp vô cái đuôi đèn mình xài bóng đèn thôi. Đó mua về mình cứ gắn trực tiếp vô. Và bên trong nó đi kèm là một sản phẩm đi kèm đầy đủ cho mình hết. Những đuôi đèn này kia có đủ hết đó cả nhà ha. Đuôi đèn và cái hướng dẫn này cho mình luôn. Nói chung là cả nhà mua về khi mà mình thắc mắc gì cứ điện cho em ha. Em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách cài đặt, nói chung là cũng đơn giản nha cả nhà. Đó, những cái dòng camera hồi xưa thì nó cài đặt nó hơi hơi gần gà, nhưng mà những cái dòng sau này nó cài đặt rất là nhanh gọn, nói chung là nó giảm bớt những cái chi tiết gần gà như thế nha. Đó thì rồi camera Yosi này, wifi này, bóng đèn này em để cho cái nhà với giá là 285k hả cái nhà ha, 285k cho camera bóng đèn Yosi này, nó có thể xoay 360 độ luôn nha cái nhà ha, xoay lên xoay xuống nè. Đó, xây nói chung hết tất cả góc nhìn mình cần thiết luôn. Đó. Rồi 285 cho cái dạ cái, sản phẩm này bảo hành 6 tháng cho mình cả nhà ha, bảo hành cho mình 6 tháng nha. Đó rồi tiếp theo ạ, đây là cái camera wifi luôn của hãng Vitacam hả cả nhà ha. Đó đây là camera wifi hai màn hình nha cả nhà. Đó đây camera wifi hai màn hình, nó một màn hình cố định, đây là mắt cố định nè, đây là màn hình xoay 360 độ nha.
Đó, mình có thể xoay 360 độ cho nó xoay lên thì xuống luôn nè. Là mắt bên đây thì cố định ha, thì mình mua một có được hai đó cái nhà. Một camera nó sẽ cố định, mình mua ở đây mình cho nó xây ra lộ đi, nó là xây trong nhà mình, trong sân vườn mình, còn cái này mình xây ra lộ. Đó, mua một mà được hai rất là tiện lợi cho mình luôn, nói chung là rất là ok. Thì nó cài đặt cũng rất là đơn giản cho mình ha, nó có đi kèm một cái hướng dẫn và nó có mã vạch, mình chỉ cần về quét mã vạch đó, mình tải cái app về là mình cài cũng đơn giản thôi. Khi cả nhà mua về thì có gì cả nhà không hiểu thì cũng điện thoại cho em hướng dẫn cách mình cài đặt nha. Thì cũng sản phẩm này cũng bảo hành 6 tháng cho mình luôn nha cả nhà ha. Thì camera Vitacam này, hai màn hình này ha, em để cho cái nhà với giá là 575 nha cả nhà, 575.000 cho cái camera này ha. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, mình hai camera một lượt luôn, mình được hai camera một lượt, mình quan sát ok luôn, độ nét rất là cao luôn nha cả nhà ha. Đó, độ nét của nó rất là cao luôn, camera này độ nét rất là cao luôn nha. Cái thằng này là xịn sò luôn cả nhà ha. Đó, có led luôn, nó có thể nhờ ban đêm có thể nhìn thấy màu ban đêm luôn ha. Đó, khi mình muốn bật thấy màu thì mình bật led lên thôi, nói chung mà nó nhiều chế độ lắm cả nhà. Thì cái nhà mua về mình cài đặt rồi mình sẽ tự mình không hiểu gì thì mình điện thoại hỏi em nha. Dạ rồi, 575 cho camera hai màn hình này ha, 575k bảo hành 6 tháng cho mình luôn nha cả nhà. Dạ rồi ạ. Sản phẩm tiếp theo đây ạ. Thì em có một cái dòng để mình vệ sinh đây, vệ sinh cho xe hơi. Để tốt nhất là thì nhiều anh chị mình chạy dịch vụ đó, mình nhiều chạy được, nói chung là rất là nhiều bận rộn ha. Mình chạy dành là mình có thì đám cưới này kia rất là nhiều. Thì đây, đây là một bộ sản phẩm là mình em bên cho xe ô tô ha, mình vệ sinh xe ô tô đây. Đây, và đây là cái bình xịt keo, bình xịt keo cho xe ô tô nha cả nhà. Thì tết nhất thì đám cưới nhiều á, thì mà những cái xe mà chạy dịch vụ bên đám cưới á thì hay gắn những cái bông đây cả nhà, gắn bông trên xe đó. Thì khi mình về đó mình vệ sinh xe rất là khó khăn ha. Thì đây, đây là cái chai xịt khi mà mình về mình rửa xe đó cả nhà, mình xịt lên những cái lớp keo mà mình để dán bông, dán hoa văn, dán này kia lên xe đó, trang trí á, thì mình xịt lên mình chỉ cần lau qua thôi, rất là ok, rất là nhanh gọn luôn, không gây, nói chung là không có gây chảy xước cho sơn xe mình nha. Dạ rồi, với cái chai xịt keo này em để cho cái nhà với giá là 35k cái nhà ha. Thể tích của nó là 450 ml nha. Dạ, thể tích là 450 ml. Dạ rồi ạ. Tiếp theo đây ạ. Dạ đây, đây là cái chai xịt vệ sinh cho cái ghế da ha, vệ sinh cho mấy cái vật liệu, chất liệu làm bằng da đó cái nhà, salon hoặc là những cái ghế xe ô tô này kia. Ở cây này mình xịt, chai xịt này mình xịt lên là mình chỉ cần lau qua thôi là sáng bóng, rất là đẹp luôn. Đó, cái này rất ok luôn hả cả nhà ha. Rồi, với sản phẩm chai xịt vệ sinh ghế da salon này em để vào căn nhà với giá là 95k nha cả nhà, 95k cho cái chai này ha. Thể tích của nó là 500 ml cả nhà, thể tích của nó là 500 ml ha. Dạ rồi đó, đây là cũng là sản phẩm mà để vệ sinh xe luôn hả cả nhà. Đây sản phẩm bọt tiết, tạo bọt tiết để mình vệ sinh rửa xe nè, rửa xe, rửa bánh xe nè cả nhà, bánh xe hoặc là rửa những chất liệu bên ngoài xe, vô lăng xe này kia đó, tạo bọt tiết đó. Nó tạo bọt tiết nó y chang như là còn ở oxy gà vậy, nhà mình xịt những chất bám bẩn nó sẽ tự nó sùi lên, sùi chất bám bẩn lên và mình chỉ cần lau qua hết cả nhà ha. Đây là cái chai xịt bọt tiết cho xe, vệ sinh xe ô tô hoặc là nói chung là mình muốn vệ sinh những cái gia đình mình muốn vệ sinh cái gì cũng được ha. Mình xịt lên thì nó dài đó cả nhà, mình xịt lên thì nó sẽ sùi bọt lên y chang nó sùi như oxy gà vậy đó, nó sẽ sùi những cái chất bẩn lên rồi mình chỉ cần lau qua thôi. Dạ rồi, với cái chai bọt tiết, tạo bọt tiết này cho xe ô tô này em để cho cả nhà với giá là 75k ha cả nhà ha, 75k. Thể tích của nó là 650 ml nha cả nhà ha, thể tích của nó 650 ml nha. Đó, chỉ có 75k thôi. Đó, hai cái này mình về mình ba cái này mình về mình vệ sinh xe ô tô đó, để mình ăn Tết ha cả nhà ha. Trong Tết thì mình chạy cho dịch vụ nè, du lịch và những đám cưới thì 28 tháng 9 thì mình mua cái ba chai này về để mình vệ sinh tân trang xe lại để cho xe ăn Tết hết trong cái nhà. Rồi, rất là ok luôn.
Dạ rồi, em qua sản phẩm tiếp theo nha cả nhà ha. Dạ rồi ạ, dạ đây sản phẩm tiếp theo là đuôi đèn ha cả nhà ha. Dạ đây là đuôi đèn một một đầu, một một ga ba đầu ha cả nhà ha. Chia đuôi đèn ra một ga ba nha. Mình đây là cái đuôi chính mà mình để mình gắn trực tiếp lên cái chuôi ha. Đó, thì nó chia ra ba nhánh nha. Mình có thể mình sử dụng cho mấy con đèn nhỏ nhỏ, nói chung là tạo độ sáng cho một cái không gian gọn của mình cần thiết á. Dạ thì cái đuôi đèn một chia một đầu ra ba đầu này em để cho cái nhà với giá 55k cái nhà ha, 55k cho cái đuôi đèn một đầu ra ba đầu này. Dạ chỉ 55k nha cái nhà. Dạ rồi ạ, sản phẩm tiếp theo đây ạ. Dạ đây sản phẩm tiếp theo là cái đuôi đèn đây là đuôi đèn một đầu ra hai đầu hết cái nhà ha. Dạ đuôi đèn một đầu ra hai đầu thì sản phẩm này em để cho cái nhà với giá là 18k nha cái nhà, 18k cho sản phẩm đuôi đèn một đầu và hai đầu nha. Dạ rồi à, tiếp theo dạ đây đây là sản phẩm đuôi đèn cảm biến nha cả nhà, đuôi đèn cảm biến ha. Mình có thể mình gắn bóng đèn bất cứ loại bóng đèn nào, công suất nào gắn vô nó sẽ chuyển bóng đèn nó thành bóng đèn cảm biến khi có người đi ngang qua ha. Khi có người đi ngang qua nó sẽ tự sáng nha, tự bật động, tự động bật sáng và tắt ha, tự sáng và tự bật tắt ha. Nó có chế độ nút điều khiển này kia, hẹn giờ này kia, sáng bao lâu hết cả nhà ha. Dạ rồi, với sản phẩm đuôi đèn này em để cho cái nhà với giá là 65k nha cả nhà, 65k cho sản phẩm đuôi đèn cảm biến này nha. Dạ rồi ạ. Dạ đây, đây là sản phẩm đèn vũ trường nha. Đó thì Tết nhất lễ Tết Tết nhất với là Giáng sinh, ngày Giáng sinh sắp đến rồi cả nhà. Thì những cái bóng đèn 7 màu vũ trường này cũng rất cần thiết cho các gia đình mình khi mà có tiệc tiệc này kia hết cái nhà ha. Đó thì nó có kèm luôn là bóng đèn này có kèm chuôi cho mình sẵn luôn nha. Đó chuôi gắn luôn, mình khi mình ghim lên nó sẽ xoay đó, đây nó sẽ xoay 7 màu ha, nó xoay rất là đẹp luôn. Đó, bóng đèn này xoay rất là đẹp luôn. Dạ để em sẽ test thử. Dạ đây em sẽ ghim thử cho cả nhà nha. Đó, em ghim thử cho cả nhà nào. Nó có công tắc sẵn nha, bật lên này cả nhà. Đó em bật lên nó sẽ xoay ha, nó sẽ xoay 7 màu luôn, xoay rất là đẹp luôn nha. Nó tạo không gian mình y chang như một cái quán bar spa ha, vũ trường nha cả nhà. Đó, anh chị em khi mình tiệc tùng này kia có đèn này lên bắt nhạc lên thì anh em mình hát nhưng mà rất là thơ mộng ha, rất là y chang như quán bar luôn nha cả nhà. Đó, thì cái bóng đèn xoay này, bóng đèn xoay 360 độ này, em để cho cái nhà với giá là 55k cả nhà ha, 55k cho cái bóng đèn xoay có kèm đuôi luôn nhé nha, có kèm đuôi luôn là 55k. Dạ rồi thì đây là cũng bóng đèn vũ trường luôn, bóng đèn vũ trường loại này loại lớn cả nhà ha, loại này cảm biến luôn nha cả nhà, cảm biến theo nhạc luôn và có USB luôn, sản phẩm có remote luôn hết cả nhà ha. Thì sản phẩm đi kèm là một cái USB để mình ghim vô. Mình ghim vô nó có thể đọc USB, nó hát nhạc rồi nó cổng này nó để hát USB luôn hết cả nhà ha. Nó vừa hát USB nè, vừa có khe hát thẻ nhớ nha, nhưng khe này thì khe này cũ rồi, loại cũ rồi, phải có cái đầu chuyển qua mới hát bằng thẻ nhớ được. Và nó có volume đầy đủ nút ha, nó cổng hát USB và nó có remote điều khiển từ xa luôn cả nhà ha. Thì em nó khi mà mình có nhạc nó sẽ chớp tắt theo nhạc nha. Dạ đó loại này loại bự hết cả nhà ha, khi có nghe tiếng âm thanh khác nó lạ thì nó sẽ chớp tắt gì đó cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi với cái sản phẩm mà đèn vũ trường này loại lớn ha, đèn vũ trường này là trái banh ha, đèn vũ trường nổi trái banh này em để có USB và điều khiển từ xa này em để cho cái nhà giá là 135k cả nhà ha, 135k nha. Đó, mình về mình treo lên ha, có bát bắt sẵn nè, đó mình treo lên cao, treo lên trần hoặc là treo hơi những anh mà đi nhạc sống á cả nhà, đi hay đi nhạc sống kẹo kéo đó mình có thể mua để mình gắn vô cái thùng lo, mình gắn vô cái màn hình mình để mình tạo cái không gian đèn chớp nháy này là rất là đẹp cả nhà ha. Dạ rồi 135 ngàn cho cái đèn vũ trường này nha cả nhà ha. Dạ rồi sản phẩm tiếp theo đây ạ. Đây là sản phẩm tiếp theo, đây là sản phẩm dành cho sức khỏe cho gia đình ha cả nhà ha. Đây là cái bộ massage trị liệu nha, đây là bộ massage trị liệu cho gia đình mình nha.
Đó, đây là bộ massage trị liệu cho gia đình mình ha. Đây là bộ massage trị liệu, nó gồm 8 miếng dán cho mình ha. Nó 8 miếng dán nha. Sản phẩm thì gồm là hai cái cáp này để mình, hai cái cáp mình sẽ ra là mỗi bên là 4 miếng ha cả nhà ha. Đó. Cái rắc này mình gắm vô sẽ tạo ra một xung điện là 4 miếng nha. Đó, bên đây 4 miếng là 8 miếng dán ha. Và đi kèm nó tặng là 8 miếng dán cho mình luôn nha. Đó, mỗi bịch vậy là 2 miếng dán đó, 4 bịch là 8 miếng dán nha cả nhà. Và nó tặng kèm dĩ pin 3A, 3 cục ha. Xài pin 3A 3 cục nha. Thì cái này là nó vừa xài pin và vừa xài trực tiếp luôn nha cả nhà ha. Vừa xài điện trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại luôn. Đó đây, nó xài điện trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại luôn nha cả nhà. Đây thân máy này cả nhà ha. Đó, thì cái này mình nếu mình không có đem đi đâu xa, mình không có cần điện dùng điện thì mình dùng pin ha. Đó, mình gắn bằng pin vô mình xài. Còn mình thôi là mình sử dụng qua cái đốc sạc nha cả nhà. Đó, mình ghim qua đốc sạc đây. Đó, ghim qua đốc sạc thì cái này thì mình ghim qua cái đốc sạc, mình ghim vô cái ổ điện. Đó. Rồi, thì nó chế độ nó rất là nhiều á, nó tiếng Việt không rồi cả nhà. Đó, nó có chế độ chọn tiếng Anh là tiếng Việt nè. Đó, chọn tiếng Anh tiếng Việt nè. Rồi công tắc của nó đây cả nhà ha. Cái này là trên dưới là tăng giảm cái lượng con xoa bóp nè. Rồi chế độ của nó rất là nhiều chế độ nha. Xoa bóp nè, châm cứu nè, rồi bấm huyệt, nói chung là nhiều chế độ lắm. Rất là nhiều chế độ ha, mình về mình bây giờ mình phải mình khám phá nó mới chế độ của nó để mình tự khám phá nha cả nhà. Đó. Nói chung là đầy đủ hết. Rồi thì cái bộ massage trị liệu 8 miếng dán này em để cho cái nhà với giá là 115k ha cả nhà ha. 115k cho cái bộ massage trị liệu 8 miếng dán này. 115k sản phẩm đi kèm đầy đủ hết như vậy nha cả nhà ha. Đầy đủ hết luôn. 3 cục pin, 8 miếng dán, thân máy, đốc sạc và 3 cọng cáp ha. Đó. Rồi chỉ có 115k thôi nha cả nhà. 115k sức khỏe cho gia đình mình thì quá là rẻ luôn nha cả nhà. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu với cả nhà. Dạ đây ạ, à, sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cho cả nhà. Đây là cái bộ khóa ha, bộ khóa mở lết 14 chi tiết, dạng 14 chi tiết của GST ha cả nhà ha. 14 chi tiết nha. Từ khóa là số 6 là 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 và 24 và 14 khóa ha, 14 khóa cho một cái túi này. Đó, 14 rồi sản phẩm bộ 14 khóa của Justy này em để cho cái nhà giá là 195k ha cái nhà ha, 195k cho sản phẩm này nha, 195k cho sản phẩm một bộ 14 chi tiết này ha. Dạ rồi à, qua đây sản phẩm đây là súng bắn ti nha cái nhà, súng bắn ti đạn nổ nha. Đó, súng này mình mua về nói chung là mình thay thế cho cái máy khoan cho mình của mình luôn cái nhà. Những anh em nào mà làm bên Trần Thả là phong này cả nhà, mình mua cái sản phẩm này về để mình nói chung là rất là tiện lợi luôn, mình bắn rất là nhanh luôn ha cả nhà ha. Đó thì sản phẩm đi kèm là một cái thân súng nha. Đó, thân súng, một cái đồ để bịt tay, một cái dầu để mình bôi trơn cái nòng súng ha. Đó thì và đây là cái sản phẩm là cái đầu để mình vệ sinh nòng súng luôn nha cả nhà. Đó, một đầu để vệ sinh nòng súng nha. Đó. Rồi thì là tặng kèm cho mình và một cái kiếng để bảo hộ ha, kiếng bảo hộ để khi mà mình bắn không có dằn. Đó. Và một tặng kèm một sản phẩm thì tặng kèm là 20 cái viên đinh đạn nổ này ha cả nhà ha. Tặng cho mình 20 cái viên đinh đạn nổ này. Súng cái này là hoạt động thì khi mà để em đăng là em sẽ đưa gửi cái video cho cả nhà ha. Nói chung là những cái vật liệu mà sắt thép này kia là tường nó bắn rất là xuyên luôn qua cả nhà ha, rất là mạnh luôn, lực bắn rất là mạnh luôn nha cả nhà. Đó, lực bắn mình chỉ cần để xuống cho mình nhấn thôi. Đó, khi mình nhấn xuống là nó sẽ phát ra tiếng nổ. Đó, như đạn nổ nó sẽ nổ sẽ ra thép này nó sẽ xuyên hết cả nhà ha. Những cái chất liệu mà sắt dày khoảng chừng 3 4 ly thì nó bắn xuyên đi sức luôn nha cả nhà. Đó, bắn những cái sắt rơi sắt lỗ này kia bắn là xuyên luôn nha cả nhà. Rồi với cái sản phẩm mà cái súng bắn ti này, súng bắn nó đạn nổ này em để cho cái nhà với giá là 360k cái nhà ha, 360k cho cây súng này nha.
đó, mình mua về rồi mình khỏi, nói chung gia đình mình sử dụng cũng được, cũng rất là ok hả cả nhà, nói chung rất là tiện. Máy khoan mình phải là mua tắc kê nè, phải mua ốc, rồi một khoan xong rồi mình phải lon tắc kê rồi đóng vô lông đền, thì rất là cực nha cái nhà ha. Đó, rất là cực luôn. Mình cái này mua về là mình chỉ cần bắn như là mình sử dụng mà khỏi mình phải là tắc kê này kia nha cái nhà. Dạ rồi, 360k cho sản phẩm này nha cái nhà ha. Dạ, sản phẩm tiếp theo đây ạ. Tiếp theo đây là sản phẩm máy rửa xe bằng pin ha cả nhà. Đây là máy rửa xe, súng máy rửa xe bằng pin, xài pin sạc nha cả nhà. Pin 48V 5 cell ha. Đó, sản phẩm đi kèm là một vòi tưới nha, hai bếp, loại bếp bếp dùng để rửa xe, bếp phun và bếp để tưới cây. Và một đường dây ống dây động dây ha. Cục sạc pin. Đó, sản phẩm này nó cũng đơn giản cũng gọn, mình tạo bột tiết hết cả nhà ha. Đó, đầu lọc nè, đầu lọc dầu nè cả nhà, đầu lọc dầu nha cả nhà. Đây là cái cuộn dây 5 m cả nhà ha, cuộn dây 5 m để mình mua về mình sử dụng liền ha, nếu mình không dây này thì mình về mình mua loại dây khác. Đó, đây em thử cho cả nhà nha. Đó, rất là mạnh nha cả nhà. Đó, em sử dụng rồi rất là mạnh, em có mua rồi, em có thử nhà rồi cũng rất là mạnh nha. Đó, rất là mạnh, nói chung là mình sử dụng cho gia đình là ok hết nha, sử dụng để mình tưới cây, rửa sân, rửa xe, sử dụng trong gia đình là rất là ok. Đó, nói chung là nó mạnh, nhưng mạnh của cái mức của cái giá tiền nha, thì em nói giá tiền à, thì cái súng này em để cho cái nhà với giá là 420 cái nhà, em đang sale cái súng này nha cái nhà, em để cho cái nhà với giá là 420 nha, xài pin hết cái nhà ha. Nói chung cũng rất là tiện lợi, mình không cần phải đi đường dây đường nước kia, mình mất cái xô nước là mình để vô mình vinh tới đâu mình xịt tới đó ha, dùng để mình tưới cây hoặc là phun thuốc, rửa xe, nói chung là rất là tiện lợi hết cả nhà ha. Chỉ có 420 thôi, nay em sale cho cái nhà là giá 420 nha cả nhà. Trước em bán gần 500, 500 mấy ha, em sale cho cái nhà 420 thôi. Đó, còn có một cái thôi nha cả nhà ha, hàng hàng mẫu hàng trưng bày nha cả nhà. Đó, hàng mẫu hàng trưng bày chỉ 420 thôi cả nhà, rất là mạnh nha. Cho nên sale cho gia đình mình rất là ok. Dạ rồi, thì nãy giờ là clip em làm cũng rất là dài rồi hả cả nhà ha. Thì em sẽ hẹn cả nhà lại những clip sau, để em về các sản phẩm mới, là các sản phẩm bên gia dụng, thiết bị điện này kia, thì em sẽ làm clip để đăng lên cho cả nhà mình theo dõi nha cả nhà, theo dõi sản phẩm anh em ha. Thì cả nhà xem kênh của em cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, để khi mà em làm clip sau á thì sẽ gửi thông báo gì cho cả nhà nha cả nhà. Rồi em xin tạm biệt và cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong mọi công việc của mình ha, và đặc biệt là lễ Giáng sinh sắp tới, gia đình của mình đón mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. À.